Quý thầy cô và các em thân mến, trí tuệ giống như ngọn đèn xuyên qua đêm tối, soi sáng con đường trong gai phía trước. Trí tuệ giống như chiếc chìa khóa diệu kỳ gợi mở cánh cửa tâm hồn. Trí tuệ giống như những tia nắng mặt trời ấm áp xua tan bóng tối lên giả phủ mờ nhân loại. Đứng tạo hóa có trí tuệ mới có thể tạo ra một thế giới diệu kỳ. Nhân loại có trí tuệ chỉ đường sẽ bước sang thế giới hiện đại văn minh. Khi bạn có trí tuệ, bạn sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Có một triết gia nói rằng, trí tuệ là cội nguồn hạnh phúc của con người. Thật vậy, có trí tuệ, bạn sẽ được trải nghiệm niềm vui và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Nhưng trí tuệ phải đi đôi với một người có trái tim nhân hậu, ấm áp và biết yêu thương, thì giá trị của trí tuệ mới được đặt đúng chỗ. Bác Hồ của chúng ta đã nói, người có tài mà không có đức là người vô dụng. Vậy thì mỗi một chúng ta hãy mang trái tim ấm áp và đầy nhiệt huyết của mình để lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người, mọi nhà và mọi cánh đời trong xã hội các em nhé. Đến với buổi giới thiệu sách hôm nay, Thư viện xin giới thiệu với các em cuốn sách Sống bằng cả trái tim. Cuốn sách này nằm trong bộ sách Kỹ năng sống do nhà xuất bản Thế giới in hình vào năm 2020. Với bìa màu hồng nhạt, được trang trí bắt mắt, trang nhã, khổ giấy 13x20.5cm. Quyển sách tập hợp 52 mẫu truyện nhỏ nhưng với những cung bậc cảm xúc khác nhau như hạnh phúc là người đầu tiên, kho báu của mẹ, hạnh phúc đơn giản, cảm ơn cuộc đời. Và những mẫu truyện có nội dung khác nhau nhưng đều có điểm chung là rút ra những bài học có giá trị cho người đọc. Bằng lối viết từ sự, tình cảm, quyển sách đã mang đến cho bạn đọc những câu chuyện có nội dung sâu sắc, chứa đựng nhiều gam màu mới lạ, tràn đầy trí tuệ và triết lý, giúp bồi dưỡng và rèn luyện tâm hồn của các bạn trẻ. Một chút yêu thương để thấy lòng ấm áp, một chút trầm lại để mạnh mẽ tiến lên, và một chút tĩnh lặng để nhận ra những điều giản dị nhưng tốt đẹp đang hiện hữu. Sống bằng cả trái tim là những câu chuyện giản dị nhưng đong đầy ý nghĩa nhân văn, giúp chúng ta thêm trân quý những phút giây của cuộc sống. Mong rằng trí tuệ kết hợp một trái tim yêu thương và ấm áp sẽ trở thành người bạn đồng hành của các em trên mọi hành trình của cuộc sống, và kỹ năng học cách sống mà cuốn sách Sống bằng cả trái tim truyền tải sẽ là phương tiện giúp các em vượt qua mọi chông gai, thử thách để vươn đến những thành công. Kính mời quý thầy cô và các em đến với thư viện để được đọc cuốn sách này. Và chương trình giới thiệu sách tháng 1 đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.